Bây giờ chị chỉ cho em cách tạo fanpage nhanh nhá. Em vào ấn dấu ba gạch ở phía bên góc phải màn hình này, kéo lên chọn trang này. Làm nhanh thôi. Sau đó là em ấn, đợi chút mạng nó kém. Đây, ấn nút tạo ở phía bên góc trái màn hình. Em nên chọn trang công khai nhá. Sau đó ấn tiếp. Ấn bắt đầu. Tên trang giấy minh hiếu hoặc là sản xuất giấy minh hiếu, cái này tùy em nhé. Ấn tiếp này, sau đó chọn này, giấy ăn này, sản phẩm hàng hóa, nếu như giấy ăn không có thì em sẽ chọn hàng hóa đó, tức là chọn cái mặt hàng phù hợp kinh doanh đó, trung tâm kinh doanh, xưởng sản xuất. Không có này. Đó, sẽ mình tìm cái mặt hàng kinh doanh phù hợp thì người ta tìm á, người ta tìm theo cái từ khóa này là nó sẽ ra cái trang page của mình nhé. Đây em nên chọn nhà sản xuất rồi ok ấn tạo. Đấy nhanh thôi mà, mấy phút thôi, em có thời gian nhắn tin thì em tạo xong luôn đấy mà. Đây, tạo nội dung kết nối với fan này, chọn tích luôn cả. Em nên chọn cái này, cái tạo nội dung và kết nối với fan ấy. Không, của em là công ty sản xuất đây. Chọn cái phía trên, ấn tiếp tục. Đây, cái này thì đây giấy minh hiếu.com HTTP. Đấy, mấy cái thông tin này ấy, em ấy được mà. Sau em này em sửa sau cũng được. Giấy minh hiếu.com này, đấy. Rồi kéo lên thôi. Đấy, tích chọn những cái này này. Email này, số điện thoại, tất cả mọi thứ rồi ấn tiếp tiếp tiếp. Sau đó ấn thêm xưởng sản xuất Minh Hiếu này. Ấn thêm ảnh, bìa ảnh đại diện là được. Nhanh mà. Xưởng sản xuất giấy ăn. Đó, kiểu như vậy. Mình làm luôn luôn. Giấy Minh Hiếu. BN đấy, số điện thoại này, nhanh không mà, 0948 416 423, mã quốc gia cộng 84. Đấy, như vậy là ok, cộng 84 là mã vùng của Việt Nam, địa chỉ Bắc Ninh này. Luôn mở cửa này. Giấy minh hiếu.com cái web bị sai, nó không cho HTTPS 2 chấm sục chéo. Đấy ok, ấn tiếp là xong. Cái nào nó không cho, nó không hiện cái dấu tiếp cho em là do em chưa chọn, chưa làm đũa. Đó, bây giờ em ấn vào đây này, cập nhật ảnh đi là ok thôi. Vậy nhá, em tạo luôn đi.